Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 13 tây của tháng 8 của năm 2018. Đầu chương trình thì chúng ta có nói về cái vấn đề propose là cái dự thảo cho cái vấn đề thay đổi cái sự cấm người ta vào thẻ xanh hoặc là định cư, hoặc là có thể liên quan về vấn đề thủ tục trục xuất nữa nếu người ta rơi vào cái gánh nặng của cái xã hội là public charge. Thì đây là một cái bản tin mà mình rất là lo sợ, tại vì cái sự ảnh hưởng của nó rất là lớn cho cộng đồng của chúng ta. Nhưng mà nó là một cái proposal thôi, là một cái sự đề nghị thôi mà đang cú xét với ban điều hành của Tổng thống Donald Trump. Dĩ nhiên khi có bất cứ cái tin tức gì liên quan về cái vấn đề những cái sự đề nghị này hoặc là bất cứ cái gì liên quan về mặt luật di trú thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Thưa quý vị, phần đầu của chương trình thì Tuấn có gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2018 nữa. Thì cái phần B, giống như Tuấn nói, cái ưu tiên 2B thì nó nhảy lên cho tới năm 2014 lận. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cho quý vị cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2018, thì nó là phần A của cái tháng 9 của năm 2018. Chúng ta sẽ nói thêm cái chi tiết này nữa. Và bây giờ cho xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2018. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 9 năm 2018. Bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang đợi chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 4 năm 2011. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2016. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 11 năm 2011. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 5 năm 2006. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 1 năm 2005. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 9 năm 2018. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy cái visa bulletin của tháng 9 của năm 2018 và quý vị soi sánh cái visa bulletin của tháng 9 với tháng 8 thì quý vị sẽ thấy có một số cái ưu tiên nó lên, một số ưu tiên nó đứng yên lại, còn một số cái ưu tiên nó lại bị thụt lửa. Cho nên mình sẽ đi vào một số cái chi tiết này. Tuấn cho cái thí dụ đi, giả sử cái ưu tiên 1 đi. Tháng 9 của năm 2018 thì nó thụt xuống cho tới ngày 8 tây tháng 4 của năm 2011. Soi sánh với ngày 8 thì tháng 5 của năm 2001 cho tháng 8. Ưu tiên 2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ, chồng hoặc là con dưới 21 tuổi độc thân thì nó đứng yên vào ngày 22 tây tháng 7 của năm 2016 cho cả hai luôn. Nhưng mà cái ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì cái thứ tự của tháng 9 của năm 2018 nó lại tiến lên một tí. Đừng có lo sợ về cái vấn đề mà cái thứ tự nó đứng yên hoặc nó thụt xuống. Giống như Tuấn nói đầu chương trình là tháng 9 là cuối năm của cái cuối năm tài chính của chính phủ Hoa Kỳ. Cho nên bắt đầu tháng 10 là đầu năm của cái tài chính thì cái thứ tự nó sẽ trở lại bình thường, nó trở lại bình thường. Nhưng mà đặc biệt cái ưu tiên 2B và ưu tiên 1. Ưu tiên 2B thì là tháng 4 của năm 2011, còn ưu tiên 2B là, xin lỗi, cái ưu tiên 1 là tháng 4 của năm 2011, ưu tiên 2B là tháng 11 của năm 2011. Nếu mà quý vị lúc đầu nộp hồ sơ chỉ là có thẻ xanh thôi, rồi sau này quý vị có quốc tịch, thì lưu ý về cái vấn đề, cái cơ hội để xin trở lại cái ưu tiên 2B gọi là opt-out.
thì tất cả những cái chi tiết, cái thủ tục và cái sự lo lắng về cái opt-out thì Tuấn đã giải thích rất là nhiều trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch luật sư Tuấn. Thì tất cả những cái chương trình đó Tuấn đã upload trong cái YouTube, hoặc là quý vị có thể vào cái website của viettv.com để coi lại những cái chương trình đó. Nhưng mà cho Tuấn nhắc nhở là cái này, nếu mà quý vị xin trở lại cái ưu tiên 2B sau khi quý vị có quốc tịch thì Tuấn hy vọng là quý vị làm việc với văn phòng luật sư để cẩn thận, chứ nếu mà không thì nó sẽ rất là chậm trễ nếu mà làm nó không có đúng. Cho nên tất cả những cái gì mà Tuấn đã nói về cái vấn đề opt-out thì nó trên cái YouTube hoặc là trong cái website của viettv.com mà trước đây Tuấn đã thông báo hoặc là nói qua những cái chương trình trước đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đường dây điện thoại. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời chị Kim ở Forward Texas. Xin mời chị Kim ở Forward Texas lên tiếng đi chị. Chị Kim ở Forward, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Dạ. Dạ vâng, mời chị lên tiếng đi chị. Dạ. Chị Kim, mời chị trình bày cái câu hỏi và cái thắc mắc của chị đi ạ. Dạ, em xin chào luật sư. Dạ, dạ, hello. Tôi nghe chị, hello. Chị mời tiếp hello. Tục trình bày đi chị dạ, ạ. Dạ. Em muốn hỏi luật sư là em nộp hồ sơ bảo lãnh anh. Ok. Dạ. Cái, dạ, điện, cái điện thoại của chị, chị trình bày đi chị. Tại cái điện thoại của chị, cái sóng nó rất là yếu. Mời chị tiếp tục trình bày đi chị. Dạ. Ok, chị cúp điện, chị tắt cái TV đi chị. Chị nói chuyện và nghe qua điện thoại đi chị ạ. Dạ, em nộp hồ sơ bảo lãnh anh chị em năm 2005, tháng 8 năm 2005. Em không biết tới khi nào là nó tới ngày cũng giống. Với lại câu hỏi thứ hai nữa, em hỏi là hồi em nộp đó là năm 2005, rồi tới năm 2010-2011 gì đó, cái đứa em của em á, nó lại làm cái hồ sơ chuyển hôn thê hôn phu với người khác mà không dám, không có đậu. Rồi em hỏi vậy không biết có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ của em bảo lãnh hay không? Mà nếu như có ảnh hưởng gì thì mình phải làm sao hả luật sư? Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Lần sau tắt cái TV đi chị, nói chuyện qua điện thoại. Cảm ơn chị. Chị làm ơn cúp cái điện thoại cho tôi đi. Ok, hồ sơ anh chị em tháng 8 của năm 2005 thì bây giờ đang chuẩn bị cho cái hồ sơ của đầu năm 2005 thôi. Cho nên nếu mà coi lại cái visa bô thân tháng 9 thì người ta đang chuẩn bị cái hồ sơ tháng 5 của năm 2005 thôi. Và đang có quyền phỏng vấn những cái hồ sơ của tháng 1 của năm 2005. Cho nên nếu mà hồ sơ của chị tháng 8 thì Tuấn nghĩ nó còn khoảng 18 cho tới 24 tháng nữa với phỏng vấn lực, 18 cho tới 24 tháng lực, rồi khoảng từ 8 cho tới 12 tháng nữa người ta mới yêu cầu chuẩn bị chị. Đó là hồ sơ anh chị em nếu mà là tháng 8 của năm 2005. Riêng biệt nếu mà chị hỏi về cái người bên Việt Nam đang có hồ sơ bảo lãnh anh chị em mà trước đây đã đi phỏng vấn cho cái diện đính hôn hoặc là diện fiancé mà bị từ chối thì cho Tuấn nhắc nhở cái vấn đề này. Nếu mà đã phỏng vấn rồi cái lãnh sự quán Việt Nam đã từ chối đó, thì phải rất là cẩn thận, rất là cẩn thận. Nào, nếu mà cái lãnh sự quán nó từ chối vì thiếu giấy tờ hoặc là người ta không muốn tiếp tục hoặc là không bổ túc thì nó không có sao. Nhưng mà nếu mà cái lãnh sự quán từ chối tại vì cái lãnh sự quán quyết định rằng là cái mối quan hệ giữa cái người bên Việt Nam và cái người bên Mỹ không phải là sự thật, thì coi chừng cái quyết định đó nó có thể cấm người ta vào nước Hoa Kỳ cho dù sau này người ta có cái hồ sơ bảo lãnh của anh chị em. Cho nên nếu mà Tuấn trong cái hoàn cảnh này cố gắng tìm lại tất cả những cái giấy tờ, tất cả những cái chứng cứ mà trước đây đã làm cái hồ sơ fiancé rồi nghiên cứu, rồi chuyển qua bên Mỹ, rồi khi mà thân nhân làm việc với văn phòng luật sư nào thì make sure người ta đề cập cái vấn đề người ở bên Việt Nam trước đây đã phỏng vấn diện đính hôn mà đã bị từ chối, rồi chuẩn bị lúc đi phỏng vấn cái lãnh sự quán có thể và rất là có thể đặt câu hỏi lại, đặt thắc mắc lại cái vấn đề hồ sơ trước đây. Cẩn thận cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mừng dây kế tiếp.
đó là Houston, xin mời anh Thuận ở Houston, xin mời anh Thuận ở Houston lên tiếng đi ạ. À, dạ, cháu xin chào luật sư. À, cháu định cư qua Mỹ được 2 năm rưỡi rồi đó luật sư. Thì hè năm sau thì cháu tính về Việt Nam chơi. Thì không biết việc thi quốc tịch có cháu có bị ảnh hưởng hay bị chậm hơn so với mức bình thường không ạ? Dạ vâng. Rồi thêm một câu hỏi nữa là bây giờ cháu đang có cái Medicaid của chính phủ đó luật sư. Thì lúc nếu mà cháu xài như vậy thì sau này có ảnh hưởng tới việc thi quốc tịch của cháu hay không ạ? Dạ vâng. À, câu hỏi gì khác nữa không? Yeah. Dạ vâng. Cảm ơn rất là nhiều. Vâng. Cảm ơn rất là nhiều và có thể cúp điện thoại cho Tuấn. À, đầu tiên, cái vấn đề mà cái bản tin ngày hôm nay, nó là một cái sự đề nghị thôi, chứ nó chưa có chính thức gì hết. À, cái đó là một. Cái thứ hai nữa đó là trong những cái vấn đề mà hiện tại bây giờ đang có thẻ vàng hoặc đang rơi vào Medicaid hoặc là những cái chương trình trợ cấp thì Tuấn có thể nói là cứ bình thường thôi, tại vì cái đó là những cái gì mình cần thiết bắt buộc mình phải có thôi, chứ không có thể tại vì cái này mà mình phải ngừng. Cái đó đầu tiên. Cái thứ nhì, những cái gì Tuấn đang trình bày là căn cứ vào cái gì mà Tuấn cảm thấy nó có thể thôi, có thể nó xảy ra. Mình đâu bao giờ mình có thể mình thấy được là cái vấn đề mà phụ huynh và trẻ em bị tách rơi ngay biên giới đâu không. Mình đâu bao giờ mình thấy được cái đó, nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị cho cái tình trạng này, tại vì dưới cái thời điểm này nó rất là khó để đoán ra là cái ban điều hành của Tổng thống Donald Trump sẽ làm cái gì. Nhưng mà tất cả những cái này nó là cái sự mà mình phải tìm hiểu thêm, và khi nó có thì Tuấn sẽ cố gắng thông báo cho. Còn riêng biệt nếu mà cái cháu đang có cái thẻ xanh ở đây mà cháu đi về Việt Nam thì cái ảnh hưởng của nó thường thường nó không ảnh hưởng nếu mà mỗi chuyến đi là đi dưới 180 ngày. Thì nếu mà mỗi cái chuyến đi dưới 180 ngày thì cái thường trú nhân nó sẽ liên tiếp để có đủ điều kiện để thi vào quốc tịch sau này. Rồi nếu mà sau này cái thời gian ở đây trên 51% và mỗi chuyến mình đi dưới 180 ngày thì nó vẫn là đủ điều kiện để cho nộp đơn xin quốc tịch, chứ nó không có vấn đề trừ hoặc là phải chờ thêm. Cảm ơn Thuận ở Houston rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Bình ở Dallas. Xin mời anh Bình ở Dallas lên tiếng đi ạ. Bình ở Dallas, xin mời Bình lên tiếng đi ạ. Và nhỏ cái TV xuống đi và nói chuyện qua điện thoại đi Bình ạ. Ok, Bình, welcome cho cái chương trình. Có câu hỏi và có thắc mắc gì cho Tuấn để Tuấn giúp trả lời cho Bình ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn ạ. À, có hai câu hỏi với luật sư. Trước tiên câu hỏi thứ nhất là cái diện, tôi có một cái diện là F1 mà tôi đã hoàn tất cái hồ sơ cái này 6 tháng rồi. Mà bây giờ thì tôi thấy là lúc mình đóng visa thì nay nó gần hết hạn 1 năm rồi, thì đến lúc mà mình không biết có được kêu không thì mình có bị quá hạn visa mình đóng lại khi được cái phỏng vấn không luật sư? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của cháu là gì ạ? Dạ, câu hỏi thứ hai á là tôi một cái diện nữa là bảo ảnh cho bà già, nhưng mà đã cũng là hoàn tất hồ sơ hết và bên đại sứ quán á nói là cũng là phỏng vấn đầy đủ xong, thì người ta nói là mình từ trước đã có vô đảng và đã ra đảng rồi, thì nó phát cho mình mấy câu hỏi mình trả lời, thì sau câu hỏi xong mình bổ túc hồ sơ những câu hỏi 16 câu hỏi như là vậy. Thì nó nói là về đợi không cấp visa gì hết, thì đợi khi bây giờ đợi đã được 2 tháng rồi, tháng 10 ngày, thì không biết mình đợi khi nào mới xong cái thủ tục với người luật sư Tuấn. Dạ, câu hỏi thứ hai, và nếu mà như vậy mình có làm được cái gì khiếu nại hơn không, làm sao được? Dạ vâng. Cảm ơn Bình rất là nhiều và Bình có thể cúp điện thoại cho tôi. Đầu tiên cái câu hỏi của Bình là nếu mà mình đã hoàn tất cái thủ tục với trung tâm visa rồi, và nếu mà trước đây mình đóng 325 đồng cho cái tiền visa và 120 đồng cho cái bảo trợ tài chính, và nếu mà cái thời điểm mình đóng nó hơn 1 năm rồi, cho dù cái ngày đáo hạn nó chưa có tới thì phải đóng tiền lại hay không, thì cái câu trả lời cho Bình là không cần đóng tiền. Tại vì đây cái vấn đề là không phải là mình cái vấn đề không phải là mình không có làm cái gì hết, mà cái trách nhiệm của mình đã làm hết rồi, chỉ có cái là cái ngày đáo hạn nó không có tới để cho người ta phỏng vấn mà thôi, cho nên không cần đóng tiền lại hết. Chỉ có khi nào mà mình đóng tiền rồi sau đó người ta yêu cầu mình không có làm, thì sau một thời gian hình như là trên 1 năm thì mình phải đóng tiền lại. Còn đây nó khác Bình. Còn riêng biệt cái câu hỏi thứ hai của Bình là cái vấn đề mẹ của Bình mà đã phỏng vấn rồi, rồi sau đó cái lãnh sự quán yêu cầu bổ túc, tại vì mẹ của Bình trước đây là có tham dự vào đảng. Thì trong cái tình trạng này thì nó là một cái vấn đề an ninh quốc phòng thôi, nó là security của quốc gia Hoa Kỳ thôi. Thì cái lãnh sự quán
bắt buộc cái lãnh sự quán phải liên lạc với cái văn phòng chính tại Washington DC. Thì cái lãnh sự quán phải liên lạc với văn phòng chính ở Washington DC để gửi tất cả những cái chi tiết của mẹ của mình và những cái câu trả lời mà đã yêu cầu bổ túc cho cái văn phòng Visa Office ở Washington DC, để cho cái văn phòng Visa Office coi là người giống như mẹ của cháu có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc phòng ở đây hay không. Nếu mà không thì lúc đó cái văn phòng mới cho phép cái lãnh sự quán tiếp tục cái hồ sơ. Thì nó không có cái thời hạn quyết định bao nhiêu lâu. Thường thường nó có thể là 6 tháng, thường thường nó có thể là 8 tháng, nhiều khi nó tới 1 năm rưỡi lận. Nó tùy theo cái hoàn cảnh và tùy theo bao nhiêu cái hồ sơ. Và cái văn phòng ở Washington DC nó không phải giải quyết cho nước Việt Nam không, Trung Quốc cũng vậy, ở bên Trung Đông cũng vậy, những cái tham dự của những cái hội đoàn nào đó mà người ta sợ là cái vấn đề liên quan tới có thể khủng bố, thì nó đều phải đi qua cái visa office về cái vấn đề security head với bên Washington DC, thì cái đó phải tiếp tục theo dõi thôi. Như cái cách theo dõi thì khoảng 90 ngày cho tới 120 ngày email cho cái lãnh sự quán để xem cái hồ sơ người ta có cái gì thay đổi hay không. Nếu mà cái hồ sơ mà khi xong hết rồi cái lãnh sự quán yêu cầu bổ túc để chuẩn bị lấy cái visa, thì quan tâm về cái vấn đề lý lịch tư pháp số 2 đã hết hạn hay không, quan tâm về cái khám sức khỏe hay không và cái bảo trợ tài chính. Cảm ơn Bình rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Thu ở Houston, xin mời cô Thu ở Houston lên tiếng đi ạ. Dạ, xin chào luật sư Tuấn. Dạ vâng. Xin luật sư Tuấn giúp tôi có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là tôi có một người thân là một sư cô ở Việt Nam, xin qua du lịch ở Mỹ trong vòng 2 tuần đến 3 tuần, nhưng mà qua 3 lần đều phỏng vấn đều bị rớt. Lý do họ cho biết là không có cái điều kiện mà chứng minh là sẽ trở về Việt Nam. Thì luật sư giúp chúng tôi là bây giờ xin đi thì bằng cách nào để tôi qua, người thân của tôi qua đi kịp tổ chức lễ Vu Lan và tham quan đất Mỹ. Dạ vâng. Xin đi chỉ có 2 tuần đến 3 tuần thôi. Cảm ơn. Câu hỏi thứ hai. Dạ vâng. Là tôi theo cái lịch chuẩn bị hồ sơ của viện F2B á, thì bây giờ của tôi là ngày 11 tháng 1 năm 2013. Vậy thì tôi chờ để sở di trú gửi giấy về thông báo chuẩn bị hồ sơ hay như thế nào, luật sư cho tôi biết. Cảm ơn. Dạ luật sư. Cảm ơn cô rất là nhiều và Tuấn sẽ cố gắng trả lời cho cô, tại vì Tuấn không còn nhiều thì cho chương trình chiều tối nay. Dạ. Trả lời cho cô là cái ưu tiên F2B mà cái ngày chuẩn bị hồ sơ, thì giống như Tuấn nói là cái ngày chuẩn bị hồ sơ của tháng 9 của năm 2018 nó lên cho tới tháng 3 của năm 2014 lực. Cho nên nếu mà hồ sơ của cô năm 2013 thì Tuấn nghĩ khoảng bắt đầu tháng 9 thì trung tâm visa sẽ liên lạc với cô để yêu cầu cô chuẩn bị những cái hồ sơ để cho thân nhân ở Việt Nam được phỏng vấn. Cho Tuấn nhắc nhở cái này, tại cái này nó rất là quan trọng. Nhớ là cái ngày chuẩn bị cái hồ sơ nó lên thôi, chứ cái ngày đáo hạn hồ sơ nó không có nhảy cao như vậy. Cái ngày đáo hạn hồ sơ nó chỉ có nhảy có một tháng thôi. Và Tuấn nghĩ nó không bao giờ nó nhảy nhiều như vậy. Cho nên cũng phải từ từ nó mới tới cái thứ tự phỏng vấn. Cái đó là một. Cái thứ hai là khi mà làm thủ tục với trung tâm visa, trở lại hai cái tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị cách đây 2 tuần liên tiếp, đó là cái thủ tục với trung tâm visa nếu mà quý vị phải làm, thì bây giờ người ta đòi hỏi quý vị phải upload hết tất cả những cái hồ sơ và gửi qua cái vi tính cho cái website của Bộ Ngoại giao. Đó. Cho nên tất cả các hồ sơ khi quý vị nộp cho trung tâm visa thì nó phải qua electronic hết, là qua vi tính. Tôi nghĩ từ khoảng tháng 9 trở đi thì cô sẽ nhận những cái hướng dẫn của trung tâm visa để chuẩn bị cái hồ sơ. Còn trở lại với cái hồ sơ mà cô hỏi cho cái người thân ở Việt Nam mà đi tu. Đây là một người Nico mà đã phỏng vấn 3 lần đi xin du lịch bị từ chối hết. Thì cho Tuấn nhắc nhở rằng là cái điều luật cho cái hồ sơ xin du lịch rằng là cái lãnh sự quán phải từ chối người ta nếu mà cái lãnh sự quán cảm thấy người ta không có cái sự ràng buộc về tài chính hoặc là gia đình ở bên Việt Nam. Well, nếu mà người ta là Nico thì người ta không có gia đình rồi. Cái đó là một. Cái thứ hai,
nếu người ta là NICO thì người ta thường thường là không có tài sản gì hết. Cho nên cái hồ sơ đi du lịch nó rất là khó khăn. Nếu mà người ta nghĩ rằng là cái cơ hội người này không có trở về Việt Nam. Cho nên khi đã bị từ chối một lần rồi thì hai lần, ba lần, bốn lần, lần sau cũng bị từ chối hết. Nghiên cứu cái thị thực gọi là cái thị thực AR dành riêng cho tu sĩ. Thì cái visa đó là để giúp cho tu sĩ đi qua đây làm việc hoặc là đi qua đây dự những cái ngày lễ liên quan về cái đạo của người ta. Đó thì nghiên cứu cái visa AR. Thì cái đó là một cái phương cách để tránh cái vấn đề từ chối của cái visa du lịch. Cảm ơn cô Thu rất là nhiều. Chúng ta chỉ còn khoảng 20 cho tới 30 giây thôi. Thì cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch cũng gửi tới quý vị qua làn sóng của Việt Radio 1560 AM rơi vào mỗi chiều tối ngày thứ Năm từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ tối. Thưa quý vị, trong cái chương trình này quý vị có thể gọi vào cái số điện thoại 713-931-1560 để đặt những cái câu hỏi luôn. Và nếu quý vị ở xa thì quý vị có thể nghe cái radio này qua hai phương cách. Một phương cách là cái Uno IPTV app hoặc là Amazon Alexa. Một cái phương cách là gọi cái số 425-222-8133. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị và Huy Tuấn xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ Hai. Xin kính chào.